rúp Nga bật tăng kỷ lục chưa từng có, phương Tây lo lắng khi đô la và euro đang trên đà sụp đổ. Các bạn thân mến, đồng rúp dường như đang trở thành đồng tiền có màn thể hiện tốt nhất thế giới trong năm nay. Mặc dù đã từng có thời điểm tăm tối vào hồi cuối tháng 3 vừa qua do các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có tiền lệ, rúp Nga đã tăng giá lên đỉnh điểm cao nhất gần 7 năm qua. Cụ thể là vào ngày 20 tháng 5, giá trị đồng rúp đạt mức 57,67 rúp đổi lấy 1 đô. Trái ngược với bức tranh đầy sắc màu này thì những ảm đạm đối với đồng đô la Mỹ và euro lại đang là vấn đề cấp bách khiến cả châu Âu lo lắng. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích về giá trị đồng rúp Nga trở lại mạnh mẽ như thế nào, cũng như các dấu hiệu cho thấy một sự sụp đổ sắp diễn ra của đồng tiền thống trị thế giới đô la. Trước tiên, từ đầu năm đến nay, rúp Nga đã tăng giá khoảng 30% so với đô la, bất chấp nền kinh tế Nga đương đầu với áp lực lớn từ các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây. Reuters cho biết, đồng rúp Nga tăng giá hơn 6% so với đồng euro trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, 23 tháng 5, đạt mức cao nhất gần 7 năm. Nhờ sự hỗ trợ của các biện pháp kiểm soát vốn, giá dầu cao và một đợt đóng thuế sắp tới của doanh nghiệp Nga. Khi chiến tranh Nga-Ukraine, tỷ giá đồng rúp đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 121,5 rúp đổi 1 đô. Đến hiện tại, tỷ giá rúp đã tăng gấp hơn 2 lần so với đáy đó. Trong những phiên gần đây, đồng rúp có những lúc tăng giá 4,6% so với đô la, đạt 57,47 rúp đổi 1 đô. Hôm thứ Sáu vừa rồi, rúp đã đạt 57,075 rúp đổi lấy 1 đô, mức cao nhất kể từ cuối năm 2018. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nhà lãnh đạo thực sự thông minh. Trên thực tế, ngay trước khi Tổng thống Nga Putin thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, ông ấy đã chuẩn bị kế hoạch chi tiết để đối phó trong mọi tình huống. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích làm tê liệt Moscow ở mọi mặt. Sau đó, người Mỹ ngồi hào hứng và chờ đợi nền kinh tế Nga sụp đổ. Tuy nhiên, thực tế lại làm cho các nhà lãnh đạo phương Tây thất vọng. Ảo tưởng biến nước Nga chìm trong bóng đêm và không bao giờ có thể nhìn thấy được ánh sáng của ngày mai đã đổ vỡ. Với mức tăng như vậy, rúp là đồng tiền tăng giá mạnh nhất thế giới. Giới phân tích cho rằng, thành quả này chủ yếu dựa vào các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt mà Moscow áp dụng kể từ khi có chiến tranh nhằm bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ. Một trong những biện pháp vốn đang áp dụng là doanh nghiệp xuất khẩu của Nga bắt buộc phải đổi ngoại tệ sang rúp, trong bối cảnh sự trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu-EU làm đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối, gồm vàng và ngoại tệ của Nga. Việc Nga yêu cầu khách hàng mua khí đốt phải thanh toán bằng rúp cũng là một động lực dẫn tới sự tăng giá của đồng tiền này. Nhiều công ty năng lượng trong khối EU đã sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mà Nga đưa ra để duy trì dòng chảy khí đốt. Chừng nào Ngân hàng Trung ương Nga và chính phủ nước này còn duy trì các hạn chế như vậy, đồng rúp còn tiếp tục tăng giá cao hơn trong trung hạn. Đến gần mùa thu, tỷ giá đồng rúp có thể bắt đầu đi vào ổn định ở ngưỡng 60-65 rúp đổi 1 đô khi hoạt động nhập khẩu hồi phục và các hạn chế có thể được gỡ. Tất cả điều này đảm bảo cho nền kinh tế Nga không sụp đổ như các nhà lãnh đạo phương Tây tưởng tượng. Thậm chí, nó còn phục hồi trở lại mức trước chiến tranh và là nền kinh tế hoạt động tốt nhất trong số các nền kinh tế trên thế giới vào tháng 3. Như vậy, có thể nói rằng kế hoạch của Tổng thống Biden nhằm phá hủy nền kinh tế Nga đang bị chật bánh. 5 dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của vị thế quyền bá chủ đồng đô la đã gần kề. Người ta cảnh báo trước về sự sụp đổ của đồng đô la, vốn là một ngoại tệ có tư cách như đồng tiền dự trữ toàn cầu trong nhiều năm. Lịch sử thế giới đã từng có tiền lệ về điều này. Ví dụ như sự suy giảm của đồng bảng Anh, với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu hàng đầu diễn ra trong hơn 30 năm, từ năm 1914, tức là đầu Thế chiến thứ nhất, cho đến năm 1944. Chúng ta cứ nghĩ rằng việc sụp đổ của đồng đô la phải mất nhiều năm mới có thể xảy ra. Tuy nhiên ngày nay, trước những sự kiện diễn ra quá nhanh, đến mức các chuyên gia kinh tế nhận định rằng sự sụp đổ đang diễn ra ngay trước mắt. Thứ nhất, các biện pháp trừng phạt Nga chứng minh tiền dự trữ bằng đô la thực sự không phải là tiền. Tại sao lại nói như vậy? Trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, chính phủ Mỹ đã triển khai hàng loạt các lệnh trừng phạt mạnh tay nhất từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ, thậm chí là còn nhắm cả vào chó mèo cây cối. Vượt trội hơn cả Iran và Triều Tiên, Nga hiện là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Như một phần của lệnh trừng phạt, chính phủ Mỹ còn thu giữ dự trữ đô la của Ngân hàng Trung ương Nga, tức là số tiền tiết kiệm được tích lũy của quốc gia này. Đó là một minh họa không thể chối cãi về rủi ro chính trị của đồng đô la. Chính phủ Hoa Kỳ có thể thu giữ dự trữ đô la của một quốc gia có chủ quyền khác bất cứ lúc nào khi có mâu thuẫn địa chính trị.
Hầu hết các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác cũng lo ngại rằng, không biết chừng một ngày đẹp trời nào đó, chính mình cũng có thể được nằm trong danh sách trừng phạt vì đã làm mất lòng Mỹ. Khi đó thì tài sản của mình cũng sẽ bốc hơi. Do đó, họ đã tính toán tới việc mua vàng, vật chất và hạn chế tích trữ đồng đô, thậm chí còn bán tháo cả đồng đô nếu như đồng đô chiếm tỷ lệ lớn trong dự trữ ngoại hối của nước đó. Vụ việc này đã làm xói mòn lòng tin vào đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu và là chất xúc tác khiến cho các cường quốc lớn phải tìm đến các giải pháp thay thế trong thương mại và dự trữ của họ. Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoặc đang thông báo sẽ làm ăn với Nga bằng đồng rúp thay vì đô la Mỹ. Các quốc gia này đại diện cho một thị trường hơn 3 tỷ dân nay đã không còn cần sử dụng đô la Mỹ để giao dịch với nhau. Mỹ đang thể hiện cho cả thế giới thấy rằng sẽ không an toàn nếu kho dự trữ của họ toàn là đồng đô la. Thứ hai, rúp, vàng và bitcoin cho khí đốt, dầu và các hàng hóa khác. Nga là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên, gỗ sẻ, lúa mì, phân bón và paladi, một thành phần quan trọng trong ô tô lớn nhất thế giới. Đây cũng là nước xuất khẩu dầu và nhôm thứ hai và là nước xuất khẩu nickel và than lớn thứ ba. Ngoài Trung Quốc, Nga sản xuất nhiều vàng hơn bất kỳ quốc gia nào khác, chiếm hơn 10% sản lượng toàn cầu. Nói tóm lại, Nga không chỉ là một cường quốc dầu khí mà còn là một siêu cường hàng hóa. Sau khi chính phủ Mỹ thu giữ dự trữ đô la của Nga, Moscow đã ít sử dụng đồng đô la. Người đứng đầu Quốc hội Nga gần đây đã gọi đồng đô của Mỹ là giấy gói kẹo, nghĩa là không còn giá trị quá lớn đối với họ. Đó là lý do tại sao Nga không chấp nhận đô la hoặc euro để thanh toán cho các khoản mua năng lượng của mình. Vì vậy, thay vào đó, Moscow đang yêu cầu tất cả các quốc gia không thân thiện phải thanh toán hàng hóa bằng đồng rúp. Đó là một vấn đề cấp bách đối với châu Âu. Quốc gia không thể tồn tại nếu không có hàng hóa của Nga. Người châu Âu không có lựa chọn thay thế cho năng lượng của Nga và cũng như là không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân thủ sắc lệnh của Tổng thống Putin. Đây là một lý do lớn khiến đồng rúp phục hồi tất cả giá trị mà nó đã mất đi trong những ngày đầu của cuộc chiến với các lệnh trừng phạt. Ngoài đồng rúp, Nga cho biết họ cũng sẽ chấp nhận vàng hoặc bitcoin để đổi lấy hàng hóa của mình. Thứ ba, hệ thống petrodollar sụp đổ. Thưa các bạn, dầu khí cho đến nay vẫn là thị trường hàng hóa chiến lược và lớn mạnh nhất. Trong 50 năm qua, hầu như bất kỳ ai muốn nhập khẩu dầu đều cần đô la Mỹ để thanh toán. Điều này tạo ra một thị trường khổng lồ cho đồng đô và buộc người nước ngoài phải tiêu thụ nhiều hơn loại tiền tệ mà Mỹ tạo ra. Nói tóm lại, hệ thống đồng đô la hóa dầu là nền tảng của hệ thống tài chính Hoa Kỳ trong 50 năm qua. Nhưng quyết định của Nga khi bán dầu cho châu Âu bằng đồng rúp, bán dầu cho Trung Quốc và Ả Rập Xê Út bằng đồng nhân dân tệ và rupee đang khiến cả thế giới phải chú ý. Hãy nhớ rằng, Trung Quốc đã là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Hơn nữa, lượng dầu mà nước này nhập khẩu tiếp tục tăng vì nó cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế hơn 1,4 tỷ dân, tức là lớn hơn gấp 4 lần so với Mỹ. Người Trung Quốc không muốn phải sử dụng đồng đô la, tiền tệ của một quốc gia vốn là đối trọng hàng đầu của họ. Bởi vậy, nhân cơ hội này, Trung Quốc hay Ả Rập Xê Út đang xây dựng một cơ chế thanh toán chung với Nga bằng đồng nhân dân tệ. Một động thái như vậy sẽ là thảm họa đối với đồng đô la Mỹ. Đây là điểm mấu chốt. Nó báo hiệu cho một sự thay đổi lớn và sắp xảy ra đối với bất kỳ ai nắm giữ đô la Mỹ. Nói cách khác, hiện nay, đồng đô la đang bị ngó lơ và gạt sang một bên đối với các giao dịch của nhiều cường quốc lớn. Thứ tư, việc in tiền và kỷ lục tăng giá ngoài tầm kiểm soát. Vào tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã thực hiện quyền lực khó có thể tin được. Vào thời điểm đó, là đỉnh điểm của sự sụp đổ thị trường chứng khoán trong bối cảnh cơn cuồng loạn Covid-19. Mọi người đã hoảng sợ khi chứng kiến thị trường lao dốc và Cục Dự trữ Liên bang thực hiện một việc, đó là in tiền với số lượng chưa từng có, lên tới hơn 4.000 tỷ đô la Mỹ và gần gấp đôi lượng cung tiền của Mỹ trong vòng chưa đầy một năm. Đó là số tiền nhiều hơn số tiền Mỹ đã in trong vòng 250 năm qua. Nhìn một cách dễ hiểu hơn, sản lượng kinh tế hàng ngày của tất cả 331 triệu người Mỹ là khoảng 58 tỷ đô. Nhưng chỉ bằng một nút bấm, Cục Dự trữ Liên bang đã tạo ra nhiều đô la hơn cả sản lượng kinh tế của cả nước cộng lại. Các hành động của Cục Dự trữ Liên bang trong cơn cuồng loạn đã dẫn đến vụ bê bối tiền tệ lớn nhất từng xảy ra ở Mỹ. Sự thật là lạm phát đang nằm ngoài tầm kiểm soát, cao nhất trong 40 năm qua và không có gì có thể ngăn chặn được. Hệ quả của nó là khiến đồng đô la mất giá trầm trọng. Thứ năm, Cục Dự trữ Liên bang thừa nhận quyền tối cao của đồng đô la đã chết. Có thể có nhiều hơn một đơn vị tiền tệ dự trữ. Đây là những lời gần đây của Jerome Powell,
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cũng là người có quyền kiểm soát cao nhất đối với đồng đô la Mỹ. Đáng nói, đây là người đàn ông đầy quyền lực, được giao nhiệm vụ đảm bảo không có một loại tiền tệ nào thách thức được vị thế của đồng đô la. Vậy mà giờ đây, ông ấy lại phải thừa nhận có thể sẽ có nhiều đơn vị tiền tệ dự trữ hơn. Chẳng khác nào khẳng định sự thất bại của đồng đô la Mỹ và vị trí thống trị thế giới của nó đã đến ngày tàn lụi. Cuối tuần vừa rồi, có thêm một nước châu Âu là Phần Lan bị Nga cắt khí đốt vì không chịu thanh toán tiền mua bằng đồng rúp. Trước đó đã có hai nước EU khác, đó là Ba Lan và Bulgaria cũng với lý do tương tự. Nguồn cung ngoại tệ từ các công ty xuất khẩu, giá dầu neo cao và thời hạn đóng thuế cuối tháng sắp đến, tất cả đều đang hỗ trợ cho tỷ giá đồng rúp. Cuối tháng là thời điểm để các công ty xuất khẩu Nga đổi ngoại tệ sang nội tệ để đóng các khoản thuế. Tờ báo Nga Vedomosti ngày 23 tháng 5 dẫn nguồn thạo tin nói rằng Ngân hàng Trung ương Nga đã bắt đầu mua vào ngoại tệ để kiểm soát đà tăng giá quá mạnh của rúp. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nga phủ nhận thông tin này, nói rằng bài báo không đúng sự thật. Nếu Ngân hàng Trung ương Nga thực hiện sự can thiệp như vậy, hiệu ứng đối với tỷ giá đồng rúp sẽ rõ ràng hơn. Các nhà phân tích của Postiva Bank nhận xét, tuy nhiên thông tin đó cũng ảnh hưởng đến các hành vi của thị trường và có thể khiến tỷ giá đồng rúp yếu đi. Khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, tỷ giá đồng rúp đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 121,5 rúp đổi 1 đô. Cho đến hiện tại, tỷ giá đồng rúp đã tăng gấp 2 lần so với đáy đó. Thưa các bạn, cuộc chiến tiền tệ Mỹ-Nga đang diễn ra. Trong khi Nga nỗ lực đưa hàng loạt những chính sách tiền tệ nhằm bảo vệ đồng rúp, thì phía bên kia chiến tuyến, Mỹ đang thực hiện rất nhiều động thái táo bạo. Giới chuyên gia cho rằng những quyết sách của chính phủ Mỹ đã sai lầm nghiêm trọng. Điều này dẫn tới việc sụt giảm niềm tin của người dân Mỹ đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!